tường vi hoa trắng này, bác nào đây? Hoa trắng. Em được kênh gì nhỉ? L2T. L2T. Vâng. Tường vi hoa trắng này. Cô bà chị à? Bao tiền cây ấy? 400 à? Tường vi. Tường vi hoa trắng. Hiện đang có 1, 2, 3, 4 cây. Gốc bằng ngón chân cái. Lạ. Đấy, chơi cây lạ đấy không? Vi à? Tường vi đấy. Gian hàng rất nhiều hoa của đài mẫu đơn này, loại nguyên bản. Đẹp quá ông nhỉ? Bao tiền gốc đây ông? 2 triệu giờ một gốc. Hả? 1,5 triệu. 1,5 triệu. Trắng mốt nhỉ. Gừng đấy. Ủi hay đấy nhỉ. Anh cộng tiền này để cầm triệu mà. Anh cộng tiền với nhau. Đấy, sau rồi xịt sạch cho vào bình. Đặc sệt nhé. Nhài đây. Đây là tùng ba thì trông chặt chín đi. Nhìn coi được. Nhìn nó không hợp. Nhìn đâm nó mất giá trị cây. Mất giá trị. Mà này đâm là cái chậu này trắng, cây thân nó trắng, chậu thân là trắng, cây chậu là trắng nữa. Chả biết đâu mà lần. Ui, năm đầu. Đủ hết, cái nào năm đầu. Cái kia không đâu. Đấy. Sạch chưa? Đấy, đẹp chưa này? Quá đẹp. Quá đẹp luôn. Hoa giấy của nó đây. Nửa hoa bầy trồng hoa chặt hoa đâu. Giấy phải nhiều nắng. Nó phải còn lặng quá. Cái để nắng lên. Đấy. Cái để kéo lên. Đấy. Đấy. Rồi. Ta trước hai đầu một cặp. Cái si này của ông là bao nhiêu đây ông? Cái si này 2 triệu. 2 triệu. Đấy, rừng bé tí xíu. Cái đề cho nắng ná hơi héo để cho dưới nước hơi héo để cho mứt xung quanh là mứt. Trồng bao cây nhà kia là xương cá không nhỉ? Đấy mà chăm được là xương cá. Xương cá mini hay nhỉ? Cái đấy bao nhiêu đâu? Đến 2 triệu đi. 2 triệu. 2 triệu. Liên hệ ông Tị. Đi ba vai. Đau quá. Kẹp tay không? Kẹp tay này. Cái này nhiều lúc quét thịt đấy. Mạnh lắm. Gốc đấy là gốc ấy không? Nhà. Nhài à? Nhài đấy. Bao nhiêu một gốc đấy? Hôm nay 1,5 triệu một gốc. Hả? 1,5 triệu. 1,5 triệu một gốc à? Ờ. Là về làm với bonsai đi ạ. Đấy. Đâu về kiểu thế này là nuôi thôi, không phải bon làm gì nữa. Đấy, chơi bonsai đấy. Đấy, nhìn này. Nhìn này bonsai là gì đấy? Ờ, bonsai này đây thì nhai nhai cổ mà. Nhưng mà nó lên cũng là nó cũng ra hoa không? Ừ, nó ra mầm là ra cái gì? Nhài. Cái nhài á? Nhài. Thích đấy. Đấy. Đây. Cầm lên này sướng. Đấy. Nhìn dưới gốc này. Cắt này nó có sống à? Cái này dễ sống mà. Đâm này nó như là rau muống ấy. Như là rau muống ấy. Trồng cái này luôn. Ui giời ơi, lại được cái thớt hay rồi. Ôi Cường ơi, khổ Cường ơi là cưa. Mất đi. Này ba mà vẫn. 5 lít đấy. Trông nhỏ nhỏ. Làm ra vấn đề này đấy. Kia. Kia là cái sư cá. Đấy là một rừng đấy. Bác tiên nhỉ? Ôi, cầm ra một cây.
Đấy. Biết ngay được cái đĩa ở đâu rồi. Kệ nó, quan trọng gì? Bỏ mà. Làm con rùa, rất rất cạnh này rồi. Đấy, đẹp rồi. Để vòng sang bên kia tí, tạm biệt gian hàng của ông Tịnh. Hoa, hoa này tuyệt. Lâu lắm các bạn không thấy các anh ta. Cháu bận quá. Đây, Tùng, Tùng phải không? Tùng cao độ 2 mét. Của chú Trung. Tí nữa sẽ hỏi giá các bác nhé. Các bác nhiều, bác thích Tùng là hán lắm chứ. Mà có thể là mua nó đắt quá hoặc là không không có địa chỉ mua. Đây như ba này là bao tiền cây chú? Cái này chú bán là 6 triệu một cây. 6 triệu một cây, bằng nhau hết đúng không? Bằng nhau hết. Đang có 4 cây. 4 cây. Đấy. Sau 4 nếu ai mà mua được thì là khuyến mại cho cái cước vận chuyển. Đấy, một cái mức độ gần thôi chứ nếu xa quá thì mình không thể bao. Đúng rồi. Xa quá thì đấy, để mở thương lượng tiếp. Đấy. Chú là đọc cái số của chú đi cho người ta gọi. Đó là 0915 801 891. Đấy, 0915 801 891. Chú Trung. Chú Trung. Trung. Đấy. Cái này cao, mỗi cây cao cỡ khoảng 2 mét. 2 mét, trên 2 mét thì 2 mét. Dáng Tùng đẹp. Trực Tùng. Bên này có cái tay phóng. Cháu là Bình. Không, cháu là Quyền. 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 Đây hoa sứ của mình không? Hoa sứ của mình. Là bao tiền cái này? Đây là bán 700, là chẳng là mua là 650 là bán rồi. Đấy. Hoa rất đẹp. Còn những cây nhỏ nhỏ này thì cây nhỏ nhỏ như cây này là 1 triệu 2 triệu. Những cây này là 600 700. 600. Đấy, rất rẻ. Còn cây đổ đổ này thì hàng là bán theo buôn. Cây này thì cây này thì giá 9 triệu. 9 triệu. Nếu mà khách hàng mà nhiệt tình thì là 8 triệu rưỡi là bán. Đấy. Thiện chí thì có cái độ thông tin. Vâng. Những thiện chí là mang về. Cái này vào về mua được 3 đâu 3 triệu. Nếu mà đi một chỗ. Đấy. Già nhỉ, cây già. Ok, để cho ông giao dịch tiếp ông nhá. Đang làm việc với Quả Tâm. Đấy, giờ mới ra đây. Anh à, hôm nay anh Hiếu không đi hả anh? Núi đẹp quá nhỉ. Này có vào được cái gì không anh? Anh vào. Dừng si là mấy tiền anh nhỉ? Quên luôn. Dừng si là mấy tiền? Thì 2.8. 2.8. Tiền. Tiền. Dừng si. Chào anh Lê Minh Tuấn.
cây la hán như này thì bao tiền cây anh? 700 một cây. 700 một cây. Lê Minh Tuấn. Có 3 cây chứ nhỉ? Vâng, 3 cây. Về làm tiểu cảnh các thứ rất đẹp. Đấy, cây này rất tự nhiên này. Rất tự nhiên. Ôi là không. Đấy, cây này rất tự nhiên này. Thiên nhiên. À, có 3 cây. Đấy, hồng mai to này. Đây này trước thôi. Rồi. 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 Anh Lê Minh Tuấn có cần đọc số lại không? Có chứ. Anh đọc đi. 0919 0919 833 833 608 608. Liên hệ Lê Minh Tuấn nhé. Hôm nay cũng mang chậu ạ. Mày nó cũng ổn định. Đây, cái hồng mai gốc to bằng gần bằng cổ tay đấy. Cái này là bao nhiêu đây? Quên mất. 2 triệu 7. Cổ hồng mai. Đấy, có cây tùng gần hết lượt rồi đấy. Đoàn chỗ này cũng đấy. Có cây này hay này. Cây đấy đẹp. Rất tự nhiên. Xung xuê. Giao hàng của anh Lê Minh Tuấn, thích cây nào thì alo nhé. Rồi, rồi nhé. Quay lại một vòng như vậy là đến hết một vòng rồi. Đã hết một vòng. Bên này nữa. Bên này của các bác bán rong thì nhiều lắm. Mỗi người một vài cây. Nhài. Đâu? À đây thì cái đấy bao tiền bác? Cái đấy 2 triệu. 2 triệu. 2 triệu mới bán. 2 triệu. Có mang có mỗi cái này thôi. Cái này cả mấy cái này đúng. 2 triệu. Cái đấy lấy tích giang về nái nhỏ được. Xanh tích giang cái đúng không? Ờ. Nái như nào kia cơ. Đấy. Nái nó nhỏ mà nái nó có. Tích giang là xanh quý đấy. Đấy lấy tích giang về. Xinh đẹp. Đi xa thế. Ở An. Đi xa thế. Rồi đi đây. Anh cho chủ nó mới lấy về nào không? Nó để nó với cái vòng quán cắt mẹ nào đúng rồi phải lọc ra này cho nó thoáng sau nó lá nó đẹp nó ra nó căn nó đẹp đấy. Người đẹp đến từ chợ Vạn Phúc quê hương An Khánh đúng đâu mới xin hôm nay mới đi vâng thì ông kia mới đi lấy cái đấy mình để dịch ra đây tí cái ô tô chắn bố rồi. Đó, đẹp rồi. Phơi hàng ha. Phơi hàng. Đẹp rồi. Đẹp. Đẹp quá. Ok, cảm ơn bác Hà. Nhiều lắm. Chuối, riêng các thứ ở đây thì cứ ra mà nhặt cho các bạn. Ok, cảm ơn các bác. Buổi chợ hôm nay kết thúc các bác nhé. Tôi xin phép đi làm luôn.